Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Các loại men tiêu hóa quan trọng đối với cơ thể khi mắc phải những vấn đề về tiêu hóa. Bác sĩ thường kê đơn sử dụng men tiêu hóa, tuy nhiên nhiều bạn vẫn còn nhầm lẫn giữa loại men này và men vi sinh. Thực tế, đây là hai loại chế phẩm khác nhau, mỗi loại sẽ có một chức năng riêng. Với bài viết này, chúng tôi sẽ giúp các bạn hiểu rõ về công dụng của men tiêu hóa cũng như lý giải những vấn đề xoay quanh việc sử dụng chế phẩm này. Những loại men tiêu hóa quan trọng nhất trong thuật ngữ y khoa, men tiêu hóa còn được gọi là enzyme. Được cơ thể tiết ra để tiêu hóa thức ăn, các bạn có thể hiểu enzyme là những chất xúc tác sinh học giúp phân cắt thức ăn thành từng phần siêu nhỏ để dễ dàng hấp thu qua niêm mạc ruột. Loại men này cũng rất đa dạng và những loại sau đây là cần thiết nhất cho cơ thể, men amylase. Loại enzyme này được tiết ra từ tuyến tụy và tuyến nước bọt, có chức năng phân giải toàn bộ những thức ăn được làm từ tinh bột. Acid chlorhydric kết hợp với men trong dạ dày như pepsin, lipase, những chất này có khả năng làm thức ăn được mềm hơn, giúp quá trình cắt nhỏ chất đạm cũng như sợi collagen diễn ra dễ dàng. Các men tồn tại trong dịch tụy giữ vai trò rất quan trọng vì men amylase có khả năng tiêu hóa tinh bột tốt. Bên cạnh đó, các men trypsin, carboxypolypeptidase và chymotrypsin có tác dụng phân giải chất đạm thành nhiều phần axit amin cực kỳ đơn giản. Đối với chất béo, dưới tác động của men lipase, chúng hoàn toàn được tiêu hóa một cách nhanh và hiệu quả nhất. Gan cũng góp phần điều tiết muối mật và axit mật để tham gia quá trình hòa tan mỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho men lipase thực hiện vai trò của mình. Khi nào nên sử dụng men tiêu hóa? Mặc dù men tiêu hóa giúp đẩy nhanh quá trình hấp thụ thức ăn trong cơ thể nhưng không phải mọi người có thể sử dụng một cách tùy tiện. Tùy vào đối tượng, tình trạng cơ thể, các vấn đề về tiêu hóa mà bác sĩ sẽ chỉ định sử dụng phù hợp. Vậy khi nào nên sử dụng loại chế phẩm này, khi nào không nên dùng? Sau đây là những chia sẻ cụ thể nhất. Những trường hợp nên sử dụng men tiêu hóa để đạt được hiệu quả tối đa từ chế phẩm này. Các bạn nên sử dụng trong những trường hợp sau: trẻ được chẩn đoán biếng ăn và cơ thể bị suy dinh dưỡng. Khi đi cầu da phân sống, nên sử dụng men tiêu hóa để giảm bớt triệu chứng và kích thích ăn uống. Những người bị giảm tiết dịch enzyme thường gặp ở người mắc bệnh giảm toan hoặc thiểu toan ở dạ dày. Ngoài ra, bệnh nhân bị mắc bệnh viêm dạ dày dạng teo đét cũng nên sử dụng để giảm bớt các triệu chứng của bệnh. Nên sử dụng khi cơ thể xuất hiện một vài triệu chứng của rối loạn tiêu hóa, chẳng hạn như đau bụng, khó tiêu, đầy bụng. Cơ quan tiêu hóa của người lớn tuổi thường bị suy giảm nên việc bổ sung enzyme là rất cần thiết. Những người vừa khỏi bệnh thường có thể trạng rất yếu, chưa có cảm giác thèm ăn nên bổ sung enzyme để quá trình tiêu hóa diễn ra tốt hơn, đồng thời giúp cơ thể hồi phục tăng cảm giác thèm ăn. Những trường hợp không nên dùng men tiêu hóa. Mặc dù việc bổ sung enzyme sẽ giúp quá trình tiêu hóa được đẩy nhanh nhưng không phải khi nào cũng được sử dụng chế phẩm này. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0, cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Vậy những trường hợp nào không được dùng men tiêu hóa? Dưới đây là những gợi ý chi tiết nhất. Hệ tiêu hóa của trẻ nhỏ dưới 6 tháng tuổi thường chưa được ổn định nên không được sử dụng các loại men tiêu hóa để bổ sung cho cơ thể. Một số trẻ em mặc dù biếng ăn nhưng thể trạng phát triển bình thường thì không nên sử dụng các loại thuốc bổ sung enzyme vì hiệu quả mang lại rất kém. Nếu bạn muốn dùng cho con trẻ thì tốt nhất nên tham khảo ý kiến của bác sĩ, không nên lạm dụng hoặc sử dụng quá liều. Liên tục chế phẩm này trong thời gian dài vì dễ bị tác dụng ngược dẫn đến những tình trạng xấu cho hệ tiêu hóa của trẻ. Các bác sĩ khuyến cáo chỉ nên dùng tối đa 2 tuần cho trẻ, không được dùng khi thời gian ăn xong đã quá 2 tiếng hoặc trước các bữa ăn. Để đảm bảo hiệu quả đạt được tốt nhất, các bạn nên sử dụng chế phẩm này trong bữa ăn hoặc sau khi ăn xong. Sản phẩm này không sử dụng đối với những bệnh nhân có triệu chứng tiêu chảy, đi cầu phân ra máu hoặc phân sống và đau bụng. Đối với những trường hợp đi đại tiện hoặc nôn ra máu có thể xuất phát từ nguyên nhân nhiễm độc chất. Do đó, tuyệt đối không dùng chế phẩm này cho bệnh nhân. Tóm lại, để hạn chế xảy ra những tình huống xấu, trước khi sử dụng bất kỳ dược phẩm, chế phẩm nào, bạn cũng nên tham khảo ý kiến của bác sĩ. Vì không phải đối tượng nào, trường hợp nào cũng có thể sử dụng được. Một số loại thuốc, dược phẩm nếu sử dụng không đúng tình trạng của bệnh nhân có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Men tiêu hóa có tác dụng phụ không? Mặc dù men tiêu hóa chỉ là sản phẩm hỗ trợ nhưng không phải vì thế mà mọi người có thể tùy ý sử dụng cho mọi đối tượng, mọi trường hợp. Thực tế, nếu bệnh nhân tự ý dùng các loại men hỗ trợ cho hệ tiêu hóa nhưng không được bác sĩ tư vấn thì có khả năng cao không đạt được kết quả như ý muốn. Hoặc trong những trường hợp nặng, có thể dẫn đến những phản ứng tác dụng phụ gây khó chịu cho cơ thể hoặc tình trạng sức khỏe xấu đi.
Sau đây là một số triệu chứng thường gặp ở bệnh nhân lạm dụng hoặc dùng các loại men hỗ trợ tiêu hóa không phù hợp. Trên da xuất hiện những chấm đỏ li ti khắp người, đây có thể là biểu hiện của dị ứng hoặc phát ban hoặc nổi mề đay ở bệnh nhân. Đặc biệt thường xuất hiện ở những người có cơ địa nhạy cảm, đau dạ dày, triệu chứng khá phổ biến ở người bệnh do hàm lượng axit được dạ dày tiết ra quá nhiều. Dẫn đến hiện tượng viêm loét, việc bổ sung thêm enzyme sẽ càng làm tình trạng của bệnh nhân thêm xấu đi. Ở trẻ suy dinh dưỡng, nếu lạm dụng men tiêu hóa sẽ làm khả năng tự sản xuất enzyme trong cơ thể biến mất. Điều này cho thấy, nếu trẻ không sử dụng men thì tình trạng biếng ăn sẽ tái diễn và khả năng suy dinh dưỡng có thể lặp lại. Sử dụng quá liều lượng trong mỗi lần sử dụng với thời gian dài có thể dẫn đến một số triệu chứng xuất hiện ở bệnh nhân như tiêu chảy, buồn nôn, nếu tình trạng này không được can thiệp và chữa trị có thể dẫn đến mất nước. Suy nhược cơ thể, việc sử dụng các loại men hỗ trợ tiêu hóa khi đói sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh viêm loét dạ dày. Với những chia sẻ trên đây, chắc hẳn các bạn đã hiểu rõ hơn về một số loại men tiêu hóa rất cần thiết cho cơ thể. Bên cạnh đó, việc nắm rõ những trường hợp nào nên sử dụng chế phẩm này cũng giúp bạn tự nắm bắt rõ đối tượng được dùng men hỗ trợ tiêu hóa. Cuối cùng, chúng tôi hy vọng rằng mọi người sẽ luôn quan tâm và chăm sóc sức khỏe của bản thân và người thân. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn.